Đồ gỗ Mộc Nam Huy xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Hôm nay Mộc Nam Huy xin đem đến cho tất cả quý anh chị một video chi tiết về những bộ bàn ăn với chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên 100% tại xưởng của Mộc Nam Huy. Vâng, đây sẽ là những bộ bàn ăn rất đáng để quý anh chị chọn mua và sử dụng. Bởi đầu tiên, đây là chất liệu gỗ gõ đỏ, là một trong những loại gỗ nhóm 1, gỗ thuộc hạng quý hiếm và giá trị cao. Hơn nữa, đây là những sản phẩm được Mộc Nam Huy đóng theo những tiêu chuẩn đường lối làm rất là kỹ và khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ những tiêu chuẩn nào mà quý anh chị khách hàng có thể theo dõi được ở trước đó. Hôm nay, Mộc Nam Huy sẽ trực tiếp báo giá đến cho quý anh chị khách hàng tất cả những bộ bàn ăn hiện tại đang có sẵn với các mức giá chỉ từ 25 triệu trên một bộ. Và quý anh chị lưu ý rằng với chất liệu là gỗ gõ đỏ 100%. Quý anh chị nhé. Vâng, với những chi tiết đường nét rất khác biệt, và Mộc Nam Huy sẽ dẫn quý anh chị khách hàng đến với video này bằng những cái bộ ghế thuộc tiêu chuẩn đầu tiên. Vâng, đầu tiên đây là một bộ bàn ăn thuộc tiêu chuẩn của 6 ghế. Đây là một mẫu bàn dành cho các căn phòng bếp có diện tích trung bình hoặc nhỏ hẹp, và bộ 6 ghế thì sẽ tương xứng với 6 người ngồi. Đây là bộ bàn được làm với kích thước bàn rộng 81 và chiều dài là 1m86, đi kèm 6 ghế sử dụng. Tại đây, mặt bàn được Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn lựa bông vân cây. Trên một cái tiêu chuẩn thấp nhất, một bộ bàn giá trị rẻ nhất vẫn được Mộc Nam Huy áp dụng, đó là lựa bông vân cây mặt đẹp nhất có thể. Với phần khung mặt bàn được làm theo dạng khung tranh, ván ngoài có độ dày là 2 phân rưỡi, ván trong là 1/2, dày liền hoàn toàn là 1 lá, quý chị nhé. Và bản vai bàn, với bản vai này, thông thường trên thị trường quý anh chị sẽ nhìn thấy các bản vai bàn có chiều dày khoảng chừng 2 phân 2 phân rưỡi. Tuy nhiên ở đây Mộc Nam Huy làm là bản vai dày lên tới là 4 phân và được đục chạm các chi tiết dạ thừng. Tại đây bộ bàn được đục thêm các chi tiết sen dẹo ở trên phần cổ bàn dưới, quý anh chị nhé. Và nói về chiếc bàn thì cũng phải nói thêm về những chiếc chân trụ nữa. Tại đây Mộc Nam Huy bản làm cái bản chân trụ đặc nguyên khối, bản trụ 22, được tiện theo hình lục bình và đục chạm các họa tiết hoa lá tây. Với bản chân dâu tiếp đất được làm với độ dày là 10 phân, quý chị nhé. Đây là một chi tiết rất dày dặn và đáng giá. Với bản chân dâu này cũng được Mộc Nam Huy đục chạm các họa tiết hoa lá tây và cho anh em lọng cong đó. Và các bản chân tiếp đất thì rất là dày dặn. Và một chi tiết đặc biệt mà nhiều nơi quảng cáo thông thường thì quý anh chị sẽ không có nắm được, đó là đây, với cây thanh nối này. Thông thường trên thị trường cây thanh nối này chỉ được làm với độ dày khoảng chừng 3 phân hoặc 2 phân rưỡi. Tuy nhiên ở đây Mộc Nam Huy làm cây thanh nối này có độ dày lên tới là 6 phân rưỡi tới 7 phân tùy theo lô, tùy theo cổ cây Mộc Nam Huy cưa được, quý anh chị nhé. Đó là về chiếc bàn. Đây là một bộ bàn thuộc tiêu chuẩn thấp nhất với 6 ghế, có giá hoàn thiện chỉ có 25 triệu quý chị nhé. 25 triệu cho một bộ bàn như thế này. Và 6 chiếc ghế được Mộc Nam Huy làm ở đây là 6 chiếc ghế thuộc tiêu chuẩn ghế hoa lá tây và được đục chạm cũng như là các đường nét lọng trên cái dàn trương này rất là đẹp. Và bản tựa là bản tựa nhấn chuỗi hạt và để trơn. Với phần ghế này Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn của mặt ghế có độ dày lên tới là 3 phân. Đây là một tiêu chuẩn cao nhất cho thời điểm hiện tại trên tất cả các mẫu bàn ăn, quý chị nhé. Mặt ghế dày 3 phân nó khác biệt hoàn toàn so với các tiêu chuẩn mặt ghế chỉ có 1/2, 1/5 hoặc 1/7 thôi. Kiểu ghế này Mộc Nam Huy cho anh em là làm theo kiểu ghế ngả cong, tư thế ngồi thoải mái. Và chiếc ghế được làm với một cái form dáng rộng rãi. Đấy, tư thế ngồi cực kỳ thoải mái, quý chị nhé. Và ngồi thì cực kỳ là vừa vặn. Với tiêu chuẩn 25 triệu cho một bộ ghế này thì Mộc Nam Huy cũng làm thêm một cái hình của cái bàn đấy, khác đi một chút nữa, đó là một cái kiểu bàn hình oval. Quý anh chị có thể chọn lựa trên hai mẫu hình, một là hình oval và hai là hình chữ nhật, quý anh chị nhé. Đó là 25 triệu trên một bộ. Và tiếp đến dành cho các anh chị khách hàng có sở thích sưu tầm những cái bộ bàn nó mang tính chất là mặt bàn liền nguyên tấm như thế này. Đấy, nó không phải là dạng khung tranh
Vì nếu như là khung tranh thì quý anh chị thấy này, nó sẽ bao gồm khung ngoài và bao lam trong. Như Mộc Lam Huy vừa có giới thiệu trên bộ bàn này, đó là bao lam ngoài dày 2 phân rưỡi và ván trong dày 1 phân 2. Còn ở đây là mặt bàn liền hoàn toàn, liền nguyên một tấm. Và bông vân cũng đã được Mộc Lam Huy lựa các phần bông vân đẹp quý anh chị nhé. Và có cái phần mặt bàn dày lên tới là 3 phân liền. Đây là một tiêu chuẩn của một bộ hàng nó có giá trị cao, và nó chỉ khác duy nhất ở cái mặt bàn này thôi, còn các chi tiết thì không hề thay đổi một chút nào quý chị nhá. Đây là bộ bàn có giá là 35 triệu tại Mộc Lam Huy, xin được báo giá đến quý anh chị cho một tiêu chuẩn nó cao hơn một chút và dành cho các anh chị khách hàng có nhu cầu chúng ta sử dụng và sưu tầm. Vẫn tương tự, đó là phần chân trụ 22, chân dâu dày 10 phân và cây thanh nối được làm với độ dày là 6 phân rưỡi tới 7 phân tùy lô. Đó, và các bản vai được làm với độ dày là 4 phân. Quý anh chị đừng quên với các chi tiết mặt ghế dày 3 phân. Đây là một chi tiết rất đáng giá quý anh chị nha, mà không phải ở đâu cũng đáp ứng được cho tất cả quý anh chị khách hàng. Vâng, 25 triệu cho một bộ bàn tiêu chuẩn thường và 35 triệu cho một bộ bàn tiêu chuẩn mặt ván tràn liền hoàn toàn, theo diện là nguyên tấm quý anh chị nha, để quý anh chị khách hàng có hai sự lựa chọn cho phân khúc hàng 6 ghế. Với cái giá Mộc Lam Huy báo cho quý anh chị khách hàng, đó là cái giá tận gốc tận xưởng của Mộc Lam Huy sản xuất được và bán cho quý anh chị khách hàng. Giá này thì đã bao gồm là sơn si hoàn thiện giống như hai bộ mẫu để bên ngoài, và Mộc Lam Huy cũng cắt tặng quý anh chị khách hàng đó là kính mặt bàn có độ dày 8 ly để về quý anh chị sử dụng. Và trước khi cắt kính, Mộc Lam Huy cũng cho anh em cân chỉnh các cái phần mặt bàn cho nó bằng và bằng nhất có thể quý anh chị nhé. Thêm nữa, sản phẩm sẽ được tặng kèm thêm hai phần quà tặng là một chiếc gạt tàn thuốc trên chất liệu gỗ hương đá, để quý anh chị khách hàng sử dụng cái bàn này thì sẽ có cái gạt tàn, để nếu như chúng ta có ngồi hút thuốc thì chúng ta cũng hút nó gọn gàng và nó sạch sẽ hơn cho cái bàn. Và thêm một chiếc hộp khăn giấy. Cả hai sản phẩm đều được Mộc Lam Huy in tên của Mộc Lam Huy, số điện thoại và địa chỉ. Đó là về tiêu chuẩn của những bộ bàn 6 ghế dành cho các căn phòng bếp có diện tích trung bình và hẹp. Ngoài ra, dành cho một căn phòng bếp có diện tích rộng hơn và dành cho các anh chị có thể sử dụng những cái bộ bàn này như là những bộ bàn dài và tiếp khách được ở phòng khách, thì đây là một tiêu chuẩn cao hơn. Với kích thước mặt bàn được làm với chiều rộng là 97 và chiều dài là 2m07. Và trên mẫu bàn này thì sẽ có 3 kiểu bàn. Một, đó là kiểu hình oval. Và hai, đó là kiểu hình bánh tây. Và ba thì sẽ là kiểu hình chữ nhật quý anh chị nhé. Với mẫu bàn này thì Mộc Lam Huy đặc biệt làm là sẽ có 3 kiểu bàn để quý anh chị lựa chọn và cân đối sử dụng. Với mẫu bàn này thì Mộc Lam Huy cũng làm có một vài chi tiết nó thay đổi và hơi khác so với tiêu chuẩn của 6 ghế. Đó là đầu tiên, trên chiếc ghế của sản phẩm này được Mộc Lam Huy làm là các bản tựa được nhấn chuỗi hạt này đó, và các chi tiết để trơn ở đây là riêng những tấm tựa này thì Mộc Lam Huy làm đó là chất liệu gỗ gõ đỏ của Lào quý chị nhé. Đây là một chi tiết rất đáng giá, và với chất liệu gỗ gõ đỏ của Lào được làm trên các bản tựa này, đây là những chi tiết rất quý hiếm. Và cho cái tiêu chuẩn của bộ bàn này thì hiện tại trên thị trường duy nhất là có Mộc Lam Huy làm cái chi tiết này quý anh chị nhé. Nhìn trên một chiếc ghế thì quý anh chị thấy ngay đó là các cái bản tựa ghế nó nổi bật hơn rất nhiều bởi cái độ vân. Tiêu chuẩn của phần chân bàn Mộc Lam Huy làm đó là cái phần chân trụ được tiện theo hình hồ lô với đường kính tiện là 27 cm đặc nguyên khối. Trên bản trụ này cũng được đục chạm các họa tiết hoa lá tây, và bản chân dâu được làm với bản chân dâu là bản ba dâu tiếp đất quý chị nhé. Với kiểu chân dâu được làm theo kiểu hoa lá tây rất là đẹp, bản chân dâu dày là 7 phân. Với bản chân này, đây là một cái bản chân nó rất là mới, và bản chân này là một cái mẫu chân của năm 2022, một cái mẫu chân nó khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ một cái mẫu chân nào trước đó. Và vẫn tiếp tục là cây thanh nối có độ dày lên tới là 6 phân rưỡi hoặc là 7 phân sẽ tùy theo lô quý chị nhé.
Tại đây thì mẫu bàn này như ban nãy Mộc Lam có giới thiệu là sẽ có 3 kiểu bàn, kiểu oval, kiểu bánh tây và kiểu hình chữ nhật. Và với xưởng của Mộc Lam Huy thì quý anh chị khách hàng, nếu như anh chị có nhu cầu về các sản phẩm này, quý anh chị có thể trực tiếp tới tận xưởng của Mộc Lam Huy có địa chỉ tại 519A thuộc ấp Ngũ Phúc, xã Hồ Lai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Quý anh chị cứ tới trực tiếp tận xưởng và tham khảo hàng mộc cũng như là kiểm tra mộc và ký nhận trước khi sơn. Trên tất cả các sản phẩm đều có tặng kính mặt bàn và các phần quà tặng cho quý anh chị. Thêm một tiêu chuẩn cao nhất cho một bộ bàn hiện tại có được tại Mộc Lam Huy, đó là tiêu chuẩn của 8 ghế với 8 chiếc ghế Louis. Với mẫu bàn này thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Đó là đây là một mẫu được sử dụng với những chiếc ghế Louis, nó to hơn, dày hơn và chắc chắn hơn những chiếc ghế thông thường. Và với tiêu chuẩn này thì Mộc Lam Huy làm chiếc bàn là chiếc bàn nguyên tấm luôn, có chiều rộng của mặt bàn là 1m01 và chiều dài là 2m52 và 8 ghế Louis xếp hai bên. Với 8 chiếc ghế Louis này thì Mộc Lam Huy vẫn tiếp tục làm với các bản tựa là các bản tựa gỗ gõ Lào, và ghế Louis được làm là ghế Louis mang cái bản tựa cong để quý anh chị khi chúng ta ngồi tựa lưng thì nó sẽ ôm lấy cái lưng của người ngồi. Và đặc biệt thì vẫn là các cái bản mặt ngồi với độ dày là 3 phân. Trên cái bản mặt ngồi này còn mang một cái chi tiết đặc biệt, nó khác biệt so với bất kỳ một sản phẩm nào quý anh chị xem được ở trước đây. Đó là tất cả các cái phần mặt ghế được lựa chọn các phần vân gỗ, nó đồng đều và cân xứng với nhau. Đây là một chi tiết rất đặc biệt mà quý anh chị có thể tìm thấy cái sản phẩm này có tại được ngay bây giờ, đó là Mộc Lam Huy quý anh chị nhé. Và mặt bàn này là mặt bàn có độ dày liền hoàn toàn, mặt bàn nguyên tấm dày 3 phân, không hề chắp ghép. Với Mộc Lam Huy, tất cả các sản phẩm đồ gỗ khi mà quý anh chị khách hàng có nhu cầu, anh chị chọn mua và sử dụng thì quý anh chị có thể là tới tận xưởng thăm hàng mộc và kiểm tra chất lượng gỗ, kiểm tra mộc trước khi sơn quý anh chị nhé. Đây là một chi tiết rất quan trọng để giúp cho quý anh chị khách hàng khi đi mua bất kỳ một cái sản phẩm đồ gỗ nào thì quý anh chị có thể đảm bảo được 100% về chất lượng của gỗ và chất liệu của sản phẩm, không bị pha tạp với bất kỳ một cái loại gỗ nào khác. Tại đây, trên tất cả các sản phẩm này, Mộc Lam Huy làm đều là chất liệu gỗ gõ đỏ 100%. Tuy nhiên, có một vài chi tiết như sau. Chỉ có một chi tiết thôi, đó là về các cái cây để gông đỡ cái mặt bàn này ở phía bên dưới quý chị nhé. Chúng ta sẽ cùng coi luôn ở phía mặt dưới này. Tại đây, với những cái cây mà để Mộc Lam Huy gông cái mặt bàn này thì Mộc Lam Huy sẽ không sử dụng cây gỗ gõ đỏ và sẽ sử dụng cái cây chất liệu gỗ căm xe quý anh chị nha. Đấy, vì nếu như quý Mộc Lam Huy quay cho quý anh chị coi mộc ở đây đó thì quý anh chị gần như cũng không thể phát hiện ra, nhưng mà Mộc Lam Huy vẫn phải báo cho quý anh chị khách hàng đó là Mộc Lam Huy sẽ dùng cây căm xe để gông cái mặt bàn này. Đó, mục đích chính là để làm cho cái mặt bàn này nó cứng cáp hơn. Với chất liệu cây căm xe thì quý anh chị biết rồi, cây căm xe thì nó sẽ mang cái tính chất là nó cứng cáp hơn và bền hơn, và Mộc Lam Huy sẽ trực tiếp sử dụng nó để làm gông cái mặt bàn này quý anh chị nhá, chứ không phải là để pha gỗ. Ở đây Mộc Lam Huy phân tích cho quý anh chị rất kỹ lưỡng. Với tất cả những chiếc bàn này thì Mộc Lam Huy đều cho anh em bắt vít từ dưới các phần cổ lên, và cũng tương tự là bắt vít từ những cái tấm chỉ dưới. Vậy nên thì các cái mặt bàn này nó rất là cứng cáp và không bao giờ có hiện tượng bị cong hay là bị vặn quý anh chị nhá. Đó. Và mặt ghế với độ dày 3 phân thì Mộc Lam Huy cũng cho anh em bắt vít từ dưới lên, hạn chế những lỗ đinh bắn từ trên xuống, và có nếu như có bắn thì cũng bắn rất là ít. Đó, để làm cái sản phẩm nó tăng thêm cái giá trị và hạn chế các cái lỗ đinh. Vâng, và đó là các sản phẩm bàn ăn với chất liệu gỗ gõ đỏ Mộc Lam Huy xin giới thiệu đến quý anh chị khách hàng trong clip này. Quý anh chị khách hàng có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng qua hai số điện thoại được ghi ở trên màn hình. Cảm ơn tất cả quý anh chị đã cùng theo dõi clip này của xưởng gỗ Mộc Lam Huy. Vâng, nếu thấy clip này hay và giá trị, quý anh chị có thể ủng hộ cho Mộc Lam Huy bằng cách nhấn like hoặc đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Lam Huy nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.